Là diễn viên nổi tiếng châu Á trong những năm 2000, vị thiếu gia ngậm thìa vàng từ trong trứng nước không bao giờ phải lo lắng về áp lực tài chính. Kim Sung Min lại kết liễu cuộc đời mình một cách thiếu suy nghĩ giữa những hậu quả của thói trác tán, sa đọa cho đến cuộc hôn nhân không hạnh phúc và cuối cùng là bước đường cùng tối tăm, tự tử. Không dựa vào gia đình, tự thân xây dựng sự nghiệp. Tài tử Kim Sung Min có tên thật là Kim Sung Taek, sinh năm 1973. Dù không sở hữu vẻ đẳng trai ngút ngàn gây chú ý như những nam tài tử khác ở Hàn Quốc, nhưng bù lại anh có thể hình khá chuẩn. Phong cách lịch lãm cùng bộ râu quai nón cùng gương mặt nam tính chính là điểm mạnh của anh. Anh là quý tử của phó chủ tịch tập đoàn LG, một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Gia đình anh giàu có nhiều đời, có khối tài sản khủng và bất động sản trải dài khắp đất nước. Sinh ra đã ngậm thìa vàng và lớn lên trong nhung lụa, Kim Sung Min là cậu ấm có tiếng lúc bấy giờ của showbiz Hàn. Thế nhưng không ý lại vào gia đình, Kim Sung Min luôn nỗ lực học tập, hoàn thiện bản thân và theo đuổi ước mơ. Anh từng chia sẻ, tôi không thích kinh doanh, nhưng đam mê thể thao và nghệ thuật. Gia đình tôi không ngăn cản điều đó. Trước khi chuyển hướng diễn xuất, nam tài tử từng là tay gôn chuyên nghiệp. Đây vốn là bộ môn tào nhã, đắt đỏ, vốn chỉ giới nhà giàu mới có thể theo đuổi. Từ năm 18 tuổi, Kim Sung Min đã vô địch ở giải gôn sinh viên toàn quốc và tiếp tục được đào tạo tại khoa giáo dục thể chất Đại học Seoul. Không những vậy, anh còn theo học chuyên ngành sân khấu và điện ảnh tại Đại học Kyunghee danh giá. Dù gia đình có điều kiện không phải lo lắng về tài chính, nhưng Kim Sung Min vẫn từng bước nỗ lực tự thân theo đuổi ước mơ. Trước khi nổi tiếng, Kim Sung Min cũng từng tham gia đoàn kịch nhà hát, lăn lộn đóng những vai phụ trong nhiều năm. Tài tử chỉ thực sự nổi tiếng sau tác phẩm Nàng Tiên Cá, đóng chung cùng Jang Seo-hee năm 2002. Vai diễn này đã giúp cái tên Kim Sung Min bước lên hàng ngũ ngôi sao, thậm chí anh còn nhận được giải thưởng nam diễn viên mới xuất sắc nhất của đài MBC. Giai đoạn 2002-2010 là thời điểm vàng son của Kim Sung Min. Anh liên tục gây sốt màn ảnh bằng các tác phẩm Giọt Lệ Kim Cương, Cặp Đôi Kỳ Lạ, Vinh Quang Giả Tộc, Tối Nay Ăn Gì, vân vân. Nam tài tử được yêu thích nhờ gương mặt sáng, vóc dáng đẹp, khả năng diễn xuất đa dạng cùng phong thái đỉnh đạt, đúng chuẩn thiếu gia. Bi kịch cuộc đời từ ma túy và cuộc hôn nhân sóng gió. Cuộc đời nam tài tử bắt đầu lao dốc kể từ khi bị ma túy cám dỗ. Quản lý của Kim Sung Min từng chia sẻ vì mệt mỏi trong cuộc sống, nam tài tử đã gục ngã trước cám dỗ, mắc bệnh trầm cảm nhưng không ai biết, trở nên sa đọa và lao vào con đường ma túy không điểm dừng. Ma túy là khởi nguồn bi kịch cuộc đời thiếu gia tập đoàn LG, đồng thời cũng gián tiếp đưa anh vào bước đường cùng. Năm 2010, Kim Sung Min bất ngờ bị tòa án triệu tập do bị nghi ngờ sử dụng, tàng trữ và buôn bán ma túy. Công tố viên tòa án Seoul cáo buộc từ tháng 4 năm 2008, Kim Sung Min đã tiến hành giao dịch mua bán và vận chuyển trái phép chất gây nghiện khi du lịch tại Philippines. Sau khi bị điều tra, tài tử Tối Nay Ăn Gì thừa nhận đã 5 lần tiêm ma túy và sử dụng cần sa từ năm 2008. Kim Sung Min bị kết án 30 tháng tù treo, 2 năm quản chế, đồng thời nộp hình phạt hành chính. Ngay lập tức, Kim Sung Min bị ba đài truyền hình lớn KBS, SBS, MBC cấm sóng. Các dự án phim điện ảnh cũng đã cắt vai của anh. Nam tài tử viết thư tay trong thời gian bị tạm giam, thể hiện thái độ hối lỗi và mong được khán giả tha thứ. Kim Sung Min khẳng định sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm nhưng 4 năm sau, nam tài tử lại ngựa quen đường cũ. Lần này, anh bị kết án 10 tháng tù giam và 4 năm tù treo. Cuộc sống hôn nhân sóng gió cũng là một trong những nguyên nhân đẩy cuộc đời Kim Sung Min đi đến bi kịch cuối cùng. Kim Sung Min và vợ là nha sĩ Lee Hana yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Họ kết hôn chỉ 3 tháng sau đó, đúng kiểu tình yêu sét đánh và nghĩ rằng đối phương sinh ra là để dành cho mình. Cặp đôi tổ chức đám cưới bí mật vào năm 2013. Nam diễn viên cho biết anh là người đơn giản, kín đáo, ghét sự ồn ào. Những hình ảnh đám cưới của Kim Sung Min đều do bạn bè chụp lại. Có lẽ vì yêu nhanh, cưới vội, chưa thực sự hiểu về con người nhau nên cặp đôi không thể có được hạnh phúc. Vợ của Lee Sung Min từng chia sẻ cảm xúc về cuộc hôn nhân sóng gió. Khi đã kết hôn rồi, tôi cũng không thể hiểu được con người anh ấy và khiến anh ấy đau khổ. Chúng tôi cãi vã rất nhiều, anh ấy còn có ý định tự tử. Nam tài tử Tối Nay Ăn Gì được chẩn đoán mắc bệnh rối loạn lưỡng cực và trầm cảm. Báo chí đưa tin Kim Sung Min bế tắc khi mất hết danh tiếng, sự nghiệp xuống dốc, không có lịch trình, thường xuyên xung đột với vợ. Những điều này một lần nữa khiến tài tử sa đọa, không thoát khỏi cám dỗ. Tháng 3 năm 2015, anh lại bị bắt vì sử dụng ma túy trái phép. Kim Sung Min khai nhận chỉ dùng ma túy một lần nhưng đây là lần phạm tội thứ hai. Anh phải lĩnh án 10 tháng tù giam. Những ngày bốc lịch, Kim Sung Min viết thư tay dài 10 trang gửi đến vợ. Trách móc cô là một trong những nguyên nhân khiến anh bế tắc trong cuộc sống. Trước khi nhúng chàm, Kim Sung Min rất được khán giả nội trợ hâm mộ nhờ hình tượng bảnh bao lịch lãm trên màn ảnh. Tài tử nổi tiếng còn được yêu mến vì tính cách vui vẻ, thân thiện khi tham gia chương trình thực tế Qualifications of Men. Quyết định tự tử và hành động cao đẹp để lại cho đời. Tháng 1 năm 2016, nam tài tử được ra tù. Lúc này đây, trong mắt công chúng, anh chỉ còn là con nghiện đáng ghét. Không một đạo diễn nào dám mời Kim Sung Min đóng phim hay tham gia chương trình.
Lúc này, vợ anh trở thành trụ cột kinh tế trong nhà. Cặp đôi lại tiếp tục cãi vã, Kim Sung Min càng thêm u uất, bế tắc trước cuộc sống. Rạng sáng 1 giờ ngày 24 tháng 6 theo giờ địa phương, vợ chồng Kim Sung Min nảy sinh mâu thuẫn rồi ẩu đả, khiến con trai vì quá hoảng loạn nên đã bấm số gọi cảnh sát báo rằng bố cháu đang đánh mẹ. Khi cảnh sát đến nơi, vợ anh cho biết hai vợ chồng chỉ xảy ra xung đột nhỏ. Người vợ sau đó dẫn con đi về nhà bố mẹ ruột ở tạm. Sau đó, vợ Kim Sung Min cảm thấy có chuyện chẳng lành nên gọi báo cảnh sát. Mỗi khi uống rượu, chồng tôi đều đòi chết. Khi nãy cãi nhau, tôi có đề cập đến chuyện ly hôn. Tôi lo lắng anh ấy sẽ xảy ra chuyện và yêu cầu lực lượng chức năng quay trở lại nhà mình để kiểm tra. Khi đến nơi thì cảnh sát phát hiện Kim Sung Min bất tỉnh trong nhà tắm sau khi cố gắng treo cổ tự tử bằng một chiếc cà vạt. Anh nhập viện trong tình trạng tổn thương não nặng nề do thiếu oxy. Kim Sung Min qua đời vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 26 tháng 6 năm 2016 vì chết não, hưởng dương 43 tuổi. Theo nguyện vọng của nam tài tử khi còn sống, gia đình đã đồng ý để Kim Sung Min hiến tạng. Kim Sung Min đã hiến tặng gan, thận và giác mạc, cứu sống được 5 bệnh nhân mắc bệnh nan y. Đây là nghĩa cử cao đẹp, việc làm ý nghĩa cuối cùng Kim Sung Min để lại cho đời. Nhiều người bất ngờ trước cái chết của nam tài tử, nhưng với người thân của anh, đây không phải là điều ngạc nhiên. Lee Hanna, vợ của Kim Sung Min chia sẻ, mỗi lần anh ấy say, anh ấy lại nói về cái chết và muốn được giải thoát. Đồng nghiệp của Kim Sung Min, diễn viên hài Sun Woo cũng bồi hồi nhớ lại, anh ấy luôn nói rằng đời anh ấy đều là những giọt nước mắt. Từ một đại thiếu gia xuất thân giàu có, Kim Sung Min đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình bằng những sa ngã trên con đường nghiện ngập. Đáng buồn hơn, cuộc hôn nhân bất hạnh lại trở thành giọt nước tràn ly, đẩy anh vào chân tường, để rồi tái nghiện với mong muốn thoát khỏi thực tại ngột ngạt và căn bệnh trầm cảm đáng sợ. Đến cuối cùng, cảm thấy không ai có thể giúp được mình cứu vãn cuộc đời, Kim Sung Min đã chọn cách buồn nhất để tự giải thoát. Cuộc đời của anh để lại một dấu lặng khiến bao thế hệ nghệ sĩ sau này xót xa khi nhìn lại.